Theo ghi nhận trong chiều ngày 30 tháng 8, có 4 tàu hút cát công suất từ 100 đến 200 khối đang vô tư hút cát dọc theo lòng sông Đà từ địa phận xã Tạ Khoa qua cầu Tạ Khoa đến cổng trào của huyện Bắc Yên. Sau khi hút cát xong, các thuyền sẽ di chuyển về các bãi tập kết cát ngay cạnh quốc lộ 37 và ngang nhiên hút cát lên bãi. Tại các bãi này đã có hàng trăm mét khối cát. Mỗi bãi tập kết cát đều có người canh gác. Các đối tượng rất cảnh giác khi thấy có người lạ đến địa bàn. Không chỉ thế, trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 30 tháng 8, theo ghi nhận có tới hơn 12 xe chở cát tải trọng từ 18 đến 20 khối trở lên, biển kiểm soát của tỉnh Sơn La như 26H001.33, 26C037.14, 26G006.25. Các xe này tập kết ngay trên đỉnh đèo Trẹ, ranh giới giữa địa phận huyện Bắc Yên và Mai Sơn. Theo lời một lái xe, xe chở cát tập kết tại đây và chờ thời cơ để di chuyển lên đổ cát cho các đại lý dọc quốc lộ 6 từ huyện Mai Sơn lên thành phố Sơn La. Thường thời điểm xe đi từ 7 giờ tối đến dạng sáng. Nhiều xe sau khi di chuyển để rơi vãi đầy cát trên đường, cản trở người tham gia giao thông. Trưởng bản tà đò Đinh Văn Khanh cho biết, hoạt động khai thác cát đã diễn ra nhiều năm nay, gây tiếng ồn, hút không đúng giờ quy định, từ 4 giờ sáng đến 7 đến 8 giờ tối. Đợt này thấy khai thác lại, khối lượng xe xuống lấy cát nhiều các xe chở cát thì nối đuôi nhau xếp hàng dài, gây cản trở cho người tham gia giao thông. Chúng tôi cũng đã kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ông Quảng Văn Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên xác nhận trên địa bàn xã có hai người đứng ra khai thác cát đã hoạt động từ nhiều năm nay, một người ở ngay địa phương và một người từ huyện Phủ Yên lên thuê đất để làm. Hoạt động khai thác gây tiếng ồn ảnh hưởng nhiều tới người dân. Chưa ai có giấy phép đâu xã cũng kiểm tra giám sát thường xuyên nhưng thẩm quyền xử phạt của xã có hạn khi về thì họ lại làm còn bà đinh thị bích chủ tịch ủy ban nhân dân xã song Pe, cho biết vấn đề khai thác cát xã chưa nhận được văn bản nào cho phép anh em tham mưu đã thông tin triệu tập đơn vị tuần này vào xã làm việc nhưng chưa thấy được biết hiện nay trên địa bàn tỉnh sơn la chỉ có một giấy phép khai thác cát sông mã có hiệu lực hai giấy phép khai thác đá làm nguyên liệu sản xuất cát tại huyện mộc châu và vân hồ với hai giấy phép khai thác cát trên sông Đà đã hết hạn và dừng khai thác từ ngày 31 tháng 12 năm 2020, do đang gặp vướng mắc về cơ chế chính sách nên vẫn đang trong thời hạn làm thủ tục gia hạn. Như vậy, các hoạt động khai thác, tập kết cát hiện nay tại khu vực này rõ ràng là hoạt động khai thác không phép. Không rõ vì lý do gì, các điểm khai thác, tập kết rất công khai ngay sát đường quốc lộ 37 nhưng không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng. Chị M, tên nhân vật đã được thay đổi, một người dân buôn bán ngay cạnh quốc lộ 37 phản ánh Tình trạng khai thác cát tại khu vực này diễn ra đã lâu, cả ngày lẫn đêm, tiếng máy nổ ầm ầm gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân bản Tà Đỏ, xã Tạ Khoa.